Văn Hậu. Vâng! Đó là quả ngất, thưa quý vị. Một cú dứt điểm từ xa với lực rất căng và cực kỳ hiểm ác của Hoàng Đức. Và đây có thể bàn rằng là bàn thắng sẽ... Rất khó để có thể diễn tả được cảm xúc của các cổ động viên Việt Nam vào thời điểm này. Đặc biệt là những cổ động viên đang có mặt trên sân Riza Memorial. Cú dứt điểm hoàn hảo để đánh bại một thủ thành xuất sắc như là thủ thành của Indonesia, Vinata. Hoàng Đức đã chứng tỏ cho tất cả thấy là tại sao huấn luyện viên Park Hang-seo lại tin dùng anh ở trận đấu ngày hôm nay. Ba điểm đang đến rất gần với đội tuyển U22 Việt Nam. Và ba điểm ở trận cầu 6 điểm này là cực kỳ quan trọng.